4 tuổi, con trời cháu Phật, căn số phú quý gặp hung hóa cát tuổi Hợi. Những người cầm tinh con lợn đều có tính cách nhẹ nhàng với lối suy nghĩ tinh tế, mềm mỏng nhưng lại khiến ai ai khi tiếp xúc đều phải nể vài phần. Khi bắt tay vào làm việc gì, họ cũng tính toán kỹ lưỡng, xử lý công việc gọn gàng, ổn thỏa nhất. Nhờ những phẩm chất tuyệt vời này mà tuổi Hợi luôn nhận được sự tôn trọng và yêu thương từ mọi người. Tuổi Hợi rất ít khi từ chối giúp đỡ ai đó, họ rất sợ phải chứng kiến hay làm ai đó chịu tổn thương. Thế nên đôi khi vì vậy mà họ lại là người hay phải khóc thầm trong lòng, chẳng ai thấu hiểu. Cả một đời nhận được sự quan tâm và chở che của Phật Tổ nên họ nhất quyết sống một cuộc sống thanh bạch, trong trắng với những điều tốt lành, phú quý, tài vận, hanh thông. Tuổi Mùi, người tuổi Mùi đa phần sinh ra đã có sẵn khí chất phú quý, năng lực phi thường. Những người này luôn sở hữu tư chất thông minh, có đầu óc kinh doanh thiên bẩm, cuộc sống định sẵn đây không phải những con người bình thường, họ nhất định thành tài trở thành người có tầm ảnh hưởng. Ngoài việc định một vận thế tốt thì những con giáp tuổi Mùi lại có thêm sức khỏe kiên cường, dẻo dai đến bền bỉ, họ có thể gặp được những chuyện tốt lành và làm những điều bản mệnh mong muốn. Hầu như ai cầm tinh con dê đều tràn đầy năng lượng, dù các hoạt động ở lĩnh vực nào họ cũng đạt được thành tích cao, mưu cầu tất thành, một bước lên mây vạn sự như ý nguyện.